Cái máy à? Nhớ hơi sớm. Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com, một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Giờ để mình thử xem team này hình như là team Barca thì phải. Để mình soi sờ và coi có ai thay thế được không nhỉ. Messi là bóng kiến tạo, ok. Rakitic để CDM đi ha, CM nó cao quá. Yaturé CC luôn, mình cũng chưa làm ông này. Bên này Neymar, Pedro, Henry, Messi, có Ronaldo kìa. Đủ lương không? Rồi, chắc là đội hình tối ưu nhất rồi đó. Rồi, 4-2-1-3 luôn nha. Tiền đạo mũi nhọn là Robéo, Belusi 3. Cánh trái sẽ là Neymar, BTB 5. Và cánh phải là Pedro, úp 6. Vị trí CM mình sẽ giao cho Messi hay Batoti 1 để làm bóng. Bộ đôi tiền vệ phòng ngự sẽ là Ivan Rakitic, Belusi 5 và Yaturé CC cũng 5. Bộ tứ vệ để mình kéo về LBDB thôi. Rồi, tứ vệ bao gồm là Jordan Hockden 3, mùa RTN 5, Araujo mùa 2 S5, Christensen WC25 và Nelson Semedo mùa BTB7. Thủ thành là Ter Stegen mùa Lai cộng 2 thôi. Tấn công luôn à? Đợi phía trên luôn. Này là công dữ vậy. Xâm nhập vùng cấm, ok. 3-2 thôi. Đợi phía trên. Thủ tự do á. À, để mình thử cầu thủ tự do, thử xem di chuyển thế nào nha. Mình chưa thử cái này, nay thử luôn. Rồi, ok. Bữa đó test Lê Quan thôi. Rakitic. Được nha. Rê bánh cũng khó chịu quá chứ. Chạy. Messi này không dắt đê nữa. Rô béo. Ây da. Ấy. Quá sai lầm. Trao banh cho Messi quả này. Tốt. Đấy. Những cái kiểu di chuyển như thế này là mình rất thích này. Trọng tài vẫn rất là tào lao trong cái game play này. Mãi không fit được. Mà mình nghi là chắc không fit được rồi quá. Tại vì cũng qua nhiều bản update lắm rồi. Đấy. Đấy. Bắt xa là phải như vậy. Bàn bên này chứ hồi ổng chuyển cánh sang là bất ngờ hết. Răng cao nhất anh đá đến là răng gì á? Răng cao nhất đã từng chơi nha, chứ còn leo thì không có leo. Răng cao nhất chơi là ở siêu sao tầm hạng mười mấy á. Bữa có một bạn cái clip test Pele Icon của mình á. Đấy cái clip ở đấy. Là test ở mức răng hình như là 40 thì phải. Sau đó leo lên được tới 16. Là test xong. Leo thì không biết nha, dạo này lười leo lắm rồi. Từ hồi mà nó thêm mấy cái tinh anh một đồ đó là mình lười leo lắm. Ở đó là leo lên thách đấu thôi. Oh, Messi. Ê. Lì. Quá là lì luôn. Đưa banh cho quát thế này. Giá nó cao mà. Thôi chơi mùa thường đi, nghĩ lại là chơi mùa thường đấy. Nhẹ nhàng quá. Chỉ có điều là chưa test được cái khả năng phòng ngự thôi, cái này cần phải đối thủ cao hơn nữa. Yaya Touré. Nhanh gọn luôn. Hai nhịp. Đúng hai nhịp.
Nhưng bữa mình chơi mình lên quanh 8 mình thấy cũng được á chứ, trừ cái chân 4 ra. Chân 4 thì sút không ổn định thôi chứ không phải là không bén. Có lúc sút cháy sườn luôn. Nhưng có lúc thì trời ơi đất hỡi. Và đó là rô béo. Tốt. Ê. Dạ Touré. Vẫn còn. Nhót. Nhót thiệt. Tình huống mà. Không hiểu sao Messi lại ghi bàn. Mình thấy là hơi với rồi đó. Lực cũng không mạnh. Tốt nha, tự chọc chân luôn kìa. Đỡ. Đó. Phong cách của Barca đó. Đang banh hết luôn. Không còn lại với việc đệm nữa. Nhót, chưa nhót. Petro. Xa luôn. Gì không? Trời, chủ động bắt bài mà lì. Cái tình huống đó mình chủ động chạy lên đấy. Chạy theo mà nhót rồi. Messi. Chân nhanh quá nha. Mình nghĩ là mất bóng. Biết mà. Đấy, giờ găng ngang hay tạt bóng gì phải bắt bài sớm mới được, cái không là chết rồi. Và bây giờ là Messi. Nhẹ nhàng thôi. Tự nhiên Suarez có không điều khiển thủ môn luôn mới ghê chứ, công không thì ok nha, còn để thủ thì nên chơi CC á. CC công thủ nó đều cao cả. À chà, easy quá nha. Nhót. Đâu có cái vụ khẩn đó đâu. Mày đợi một phát là truyền căng luôn á. Cái này giống như kiểu nó nớp bớt lại thì phải. Vẫn nhót. Đọc comment tí là quên liền. Nhót nè. Đấy, sút bén chưa? Dân đội hình quá cao. Và là thời cơ tiếp theo cho Suarez ghi bàn cú đúp dành cho tiền đạo Uruguay. Ok, bấm nó không ăn. Thỉnh thoảng vẫn còn không ăn nha. Nó có trước khi fit thì nó nặng hơn. Đấy, đã bảo có Suarez là phối hợp sẽ ảo ma hơn mà. Khó chịu quá mà. Dạ Touré. Máy à. Nhớ hơi sớm. Tuyệt vời. Thủ đợt này bắt bài cũng ghê ta. Nhưng mà team mới di chuyển ảo ma thế này thì làm sao mà bắt được. Đập bình mình cũng chịu.
Tốt rồi. Lên nào. Xu thỏ. Nhót. Như mỗi lần ghi bàn là chưa được 5 phút luôn á. Và cả đội bạn cũng vậy. Chơi bóng nữa, đừng cho nó gỡ hòa nữa. Dứt điểm luôn. Đấy. Và đó những trải nghiệm của mình về đội hình team Barcelona trị giá tầm 600 tỷ BB. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like, nhấn subscribe, đăng kênh ủng hộ mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.